vicino. Đêm chung kết Britain's Got Talent 2018 đã có kết quả. Đại diện Việt Nam là anh em quốc cơ quốc nghiệp, dù chỉ dừng chân tại top 5 nhưng đã chiếm trọn con tim của không chỉ khán giả Anh mà của người hâm mộ chương trình trên toàn thế giới. Tiết mục dự thi của anh em cơ nghiệp vẫn chỉ là những động tác xiếc đã được họ trình diễn xuyên suốt cuộc thi, bao gồm việc một người làm trụ, đội người còn lại trên đỉnh đầu. Về cơ bản, các bài dự thi của anh em cơ nghiệp vốn đã rất nguy hiểm. Tuy nhiên, vào đêm chung kết, họ đã đưa tiết mục lên một đỉnh cao mới. Thay vì bước bậc thang như các vòng trước, lần này là những cây trụ cao hơn và trên ven hơn rất nhiều. Nhưng thế nào là nguy hiểm? Bạn có biết sự nguy hiểm ấy đến từ những đâu không? Video này sẽ giúp bạn hiểu tại sao. Áp lực phải chịu đựng là cực kỳ lớn. Chúng ta sẽ không bàn đến áp lực về tâm lý, vì chắc chắn đó phải là một áp lực khổng lồ. Thứ áp lực cần bàn đến ở đây là sức ép về mặt vật lý. Trong vật lý học, áp lực tại một điểm được tính bằng công thức Fa bằng Fga. Trong đó F là lực tác động, còn A là diện tích bề mặt chịu lực. Trước mắt, đỉnh đầu của người làm trụ quốc cơ sẽ phải chịu đựng áp lực bằng số cân nặng của người phía trên quốc nghiệp. Nếu đã từng theo dõi hành trình của anh em cơ nghiệp, bạn sẽ thấy có một động tác luôn được thực hiện ngay sau khi đội đầu, đó là người làm trụ đỡ sẽ có tư thế dạng hai chân ngang vai. Động tác này có thể nói là bắt buộc vì đây là tiết mục giữ thăng bằng. Với tư thế ấy, lực khi truyền xuống sẽ được dàn đều ra hai chân, tạo ra một điểm tựa vững chắc hơn để đỡ lấy toàn bộ sức nặng của người bên trên. Nhưng ở đêm chung kết, họ lại thay bậc thang thành các trụ đỡ có diện tích rất nhỏ. Để bước lên đó, hai chân của cơ sẽ phải chậm lại, và điều này đồng nghĩa rằng toàn bộ trọng lượng của nghiệp được dồn thẳng xuống một điểm duy nhất. Theo công thức thì áp lực phải chịu lúc này là lớn hơn, đồng thời khả năng giữ thăng bằng sẽ gặp phải một thử thách đáng sợ. Và độ cao có thể gây chấn thương nặng. Có thể thấy trong tấm hình, chiều cao của cây trụ còn lớn hơn chiều cao của quốc cơ. Giả sử như chiều cao của cơ sau khi chùng chân là 1,7m và cây trụ sẽ cao hơn khoảng 30%. Vậy thì độ cao nghiệp đang ở, tính theo điểm chạm đầu, sẽ rơi vào khoảng gần 4m. Ở độ cao này, nếu ngã và phải tiếp đất bằng cổ hoặc đầu, khả năng tử vong hoặc chấn thương nặng sẽ là vô cùng cao. Đó là còn chưa tính đến cú nhảy cuối tiết mục, vì chân quốc cơ sẽ phải phát ra lực đủ lớn để nâng được hai cơ thể. Cực kỳ nguy hiểm, đó là lý do vì sao mà trước đêm chung kết, ban tổ chức chương trình đã đề nghị duy nhất hai anh em phải ký bản cam kết sẽ không chịu trách nhiệm nếu xảy ra tai nạn. Chiến tích của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã được vị trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa chia sẻ trên trang cá nhân của mình. Hãnh diện và sung sướng trước thành quả đạt được sau trận đấu, ông Lê Huy Khoa đã có những chia sẻ đầy tâm huyết trên trang cá nhân. Ông khẳng định, cho dù có bị VFF hay huấn luyện viên la mắng thì vẫn phải chia sẻ với các cổ động viên sau trận đấu lịch sử của dân tộc. Hãy cùng tìm hiểu 10 lý do khiến cho U23 Việt Nam đã có một trận đấu đầy quật cường trước U23 Qatar. Xin lỗi người hâm mộ lại vì những trận đấu đau tim. Chắc người hâm mộ đau tim lắm vì những loạt trận tra tấn tinh thần khủng khiếp lắm phải không? Trên sân chúng tôi cũng hiểu tình cảm của người hâm mộ nên luôn chiến đấu với tinh thần cao nhất. Nếu có bị VFF hay huấn luyện viên Park trách mắng, tôi sẽ vẫn phải ghi lại những giây phút này và chia sẻ, bởi vì đây không là giây phút của một tập thể mà là của cả lịch sử bóng đá của dân tộc ta. Xin phép các báo không lấy thông tin để diễn đạt không đúng nội dung tôi muốn nói. Nếu điều đó xảy ra, sẽ ảnh hưởng đến cả đội tuyển và cả chúng ta, mặc dù thông tin này ai cũng đã đọc rồi. 1. Hết hiệp 1, khi bị dẫn, trong phòng thay đồ, thấy cầu thủ xuống tinh thần, huấn luyện viên Park đã quát lên. Việc gì mà phải mất tự tin đến thế hả? Mình cũng phải hét lên đúng như thái độ ông nói. Lập tức các cầu thủ như tỉnh lại, họ động viên nhau như tìm lại được tự tin để chiến thắng.
Ông già là niềm cảm hứng vô tận cho cầu thủ, là người truyền lửa bất tận và một lão chiến tướng cực kỳ kinh nghiệm. 2. Trợ lý Lưu Đình Tuấn và Nguyễn Đức Cảnh, anh Tuấn Long đều đã khản tiếng sau trận đấu này vì hò hét chỉ đạo. Hai anh đã phải làm việc cực lực từ trận đầu tiên đến nay. Tôi cảm thấy chạnh lòng khi báo chí và mọi người chỉ nhắc đến một vài cá nhân trong đội tuyển mà ít nói đến các anh. Nói đến anh Lâm trưởng đoàn, anh Hoàng anh Tuấn của VFF tất bật. Anh đoàn truyền thông phải tải một lượng công việc khổng lồ về nước và hôm nào cũng làm việc tận khuya. Đội ngũ bác sĩ Thủy, Giáp, Minh đêm nào cũng 11 giờ và có lẽ cũng không còn ai nhiệt tình hơn họ nữa. 3. Trước trận đấu khi khởi động, Qatar chơi tiểu xảo, họ đá bóng, phát bóng sang tận sân tập của chúng ta để làm các cầu thủ tập trung. Mình phải đứng ra tranh cãi với cả mấy cầu thủ và ban huấn luyện của họ, thậm chí cả người của ban tổ chức để yêu cầu họ làm đúng. Qatar là đội bóng không ở khách sạn do ban tổ chức sắp xếp, họ nhiều tiền, tự ra tìm khách sạn. Hôm qua thua trận xong họ về luôn, không có tiền không thể chơi bóng đá, nhưng nhiều tiền cũng không phải là sẽ thắng. Bốn, Qatar thua vì nhiều lý do, nhưng có vẻ như họ giàu có nên không chơi tranh chấp quyết liệt giữa sân, giữ chân cẳng và đó là điểm yếu chết người của họ bị Việt Nam khai thác. Và Việt Nam đã đọc bài Qatar quá rõ, họ tập trung bóng cho số 19, nhưng Tiến Dũng và Đình Trọng lại gì những cầu thủ châu Phi kiểu này, bắt chết là hết. Trận nào Việt Nam giữ được trung tuyến thì coi như giải quyết xong. Thực ra Việt Nam còn những con bài nhưng chưa khai thác hết, chờ xem. 5. Nhìn cầu thủ mình té ngã trên sân mà thương, nhìn cái mũi Duy Mạnh chảy máu mà xót, nhìn cảnh cầu thủ ức chế trọng tài mà tức. Trọng tài bắt thế nào, chắc các bạn tự cảm nhận điều này nhé. Do lý do tế nhị, mình không đưa ra phán xét. 6. Nếu hỏi tại sao cầu thủ đá đủ 120 phút mấy trận mà vẫn sung thế, tôi xin quả quyết rằng họ đá bằng tinh thần quả cảm, họ đá bằng tất cả những gì còn lại. Đá xong mình hỏi Văn Đức và Xuân Mạnh, đã kiệt sức chưa hãy? Hai em nói, em nào thấy chi cả, vẫn chạy được nữa nếu đá, và mấy cầu thủ còn lại đều trả lời thế, thế thì có lý do gì thua trận? 7. Sau trận đấu, thấy phóng viên, nhà báo, nhân viên của tất cả các nước đều nhìn chúng tôi, Việt Nam, với con mắt sững sờ, những người dân Trung Quốc thì hễ hả. Việt Nam đã thắng Qatar trả thù cho Trung Quốc. Hàng ngàn khán giả Trung Quốc trên sân cũng chỉ cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam từ đầu đến cuối. Khoảng 500 cổ động viên đã cổ vũ miệt mài suốt trận đấu và đội chúng ta đã đền đáp sự cổ vũ của họ. 8. Đừng hỏi chúng tôi không tổ chức vui vẻ sau trận đấu. Sau trận đấu, tất cả đội chúng tôi không bao giờ có việc thả cửa, vẫn 10 giờ đi ngủ, không lang thang, không nhậu nhẹt, không la cà, không nói nhiều đến chiến thắng, không ngủ quên trên chiến thắng, không làm việc chưa được phép nếu ảnh hưởng mọi người, vẫn rất quyết tâm cho trận đấu và tất nhiên quân lệnh như sơn. 9. Hỏi vì sao thành công, nói thẳng luôn nhé. Việt Nam đang hội tụ đầy đủ những yếu tố rất tuyệt vời và nếu có một nhân tố cực kỳ quyết định đến toàn đội thì đó là một cầu thủ mà có lẽ ai cũng đã biết, nhưng cứ thử đoán xem. 10. Đề nghị mọi người từ nay hãy gọi các cầu thủ bằng cái tên Chiến binh Rồng Lửa. Chiến binh vì họ chiến đấu hết mình, rồng vì chúng ta là con rồng cháu tiên và lửa là màu của nhiệt huyết và chiến thắng nhé. Đã lỡ rồi, ta vô địch đi thôi.